Chào các em. Chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 8 vi lông bích khối lớp 9. Vòng này sẽ khó. Các em chuẩn bị sẵn giấy nháp và máy tính bỏ túi như thường lệ. Bài thi số 1. Thỏ vượt mê cung nhé. Cái loại này thì đỡ sợ hơn, có nhiều đường đi, ta có nhiều cơ hội nữa. Rồi cái này chúng ta chỉ việc bấm máy thôi, hoặc là các em tính bằng tay cũng được. Đây chính là tổng, còn đây chính là bình phân thiếu của hiệu nè, và đây chính là hàng đẳng thức số 6, tổng hai lập phương đó. Vậy sẽ bằng 3 cộng 2 là bằng 5. So sánh thì các em đưa vào trong căn hết. 2 đưa vào trong căn là thành 8, 8, 3, 24. Còn 3 đưa vào trong căn là thành 27. 27 mà nhân đôi nữa thì cái này A nó quá nhỏ so với B, đúng không? Đồ thị âm số này sẽ đi qua góc tọa độ thì A phải bằng bao nhiêu? Thì đi qua góc tọa độ là có nghĩa là nó đi qua điểm 0,0. Như vậy ta cho x bằng 0 và y bằng 0 luôn. X bằng 0 thì chỗ này sẽ bằng 2, chỗ này sẽ bằng 6. 2 trừ 6 thì bằng âm 4. Âm 4 chuyển qua đây là 0 cộng 4. Vậy A chúng ta sẽ bằng 4. Trên mặt phẳng tọa độ thì điểm Y là trung điểm của AB. Thì các em có một công thức các em thuộc luôn giùm thầy. Tọa độ của trung điểm AB á, thì hoành độ sẽ bằng trung bình cộng của hai cái hoành độ này, và tung độ của điểm B cũng bằng trung bình cộng của hai cái tung độ này. Ở đây là công thức ở cấp 3. Chúng ta cũng có thể dễ dàng chứng minh bằng kiến thức cấp 2 cũng được. Ở đây người ta chỉ hỏi là hoành độ của điểm Y thôi. Vậy ta lấy trừ 3 cộng 5 là 2, 2 chia đôi là bằng 1 okay. Vậy hoành độ của nó là bằng 1. Rồi giá trị lớn nhất của biểu thức này sẽ là gì? Các em lấy nháp.
Bài này khá là khó khăn các em. Bài này dành cho học sinh giỏi toán đó. Thì phải có qua cái lớp bồi dưỡng trong hè thì các em mới có khả năng giải quyết bài này tốt được. Đầu tiên là chúng ta phải có thủ thuật đoán cho được cái giá trị lớn nhất hoặc là giá trị nhỏ nhất à. Mà muốn đoán được cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đó, thì chúng ta phải được bồi dưỡng một cái chuyên đề về cực trị đại số ha. Còn ở đây thời gian nó không đủ để thầy giảng cái chuyên đề đó, cho nên là thầy chỉ gợi ý luôn cái đáp án. Còn muốn biết cụ thể là tại sao thầy tìm được cái đáp án đó thì các em phải theo dõi chuyên đề cực trị đại số ở trên kênh của thầy thôi. Bây giờ giá trị lớn nhất của nó sẽ là bằng 1/3. Tại sao bằng 1/3 thì các em có thể theo dõi ở cái chuyên đề trên kênh nha. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn lại cái biểu thức này như sau. Rồi, vậy đầu tiên là thầy nhập cái phân số ban đầu là cái phương thức ban đầu nó là gì? Nó là căn x trên x cộng cho căn x sẽ cộng cho 1. Đó. Bây giờ nó sẽ bằng cái gì? Tôi nhân cả tử và mẫu cho 3 nha. Trên này là 3, cái này là cả, cái này là trong ngoặc và nhân cho 3. Đó. Phương thức này vẫn bằng phương thức ban đầu. Và sau đó thầy cho tử nó xuất hiện x cộng căn x cho cộng cho 1. Như vậy là thầy phải chữ chỗ này chỉ còn cộng cho 2 căn x thôi. Và phải là gì nữa để bằng như cũ thì thầy phải trừ đi x, phải trừ đi 1 đó, thì tạm thời là nó bằng cái này là các em nào. B bằng cái này, bằng cái này đó, chữ x hết, chữ 1 về. Bây giờ thầy sẽ tách ra. Nó sẽ bằng gì? Giờ tới đây thì nó sẽ phải bằng là tách ra làm hai hai phương thức ha. Tách ra làm hai phương thức. Đó. Thì em ngồi suy ngẫm xíu rồi đó. Hiểu tới đây chưa? Hiểu tới đây rồi thì các em sẽ thấy là nó bằng cái gì tiếp. Cái phương thức thứ nhất này rút gọn tử và mẫu thì nó sẽ còn 1/3 thôi. Còn phương thức thứ hai là kem rút dấu trừ ra ngoài là ở trong nó đổ dấu hết, nó sẽ thành hàng đẳng thức, nó sẽ thành hàng đẳng thức này đó đó. Rồi kem chú ý nha, cái mẫu này nè, x cộng căn x cộng 1 là chắc chắn dương rồi, đây là bình phương thiếu mà. Còn cái tử thì trừ mở ngoặc căn x trừ 1 tất cả bình thì nó sẽ nhỏ hơn bằng 0. Vậy tóm lại cái phương thức thứ hai này là một phương thức luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và cộng với 1/3 nữa thì nó sẽ tạo thành một kết quả là nhỏ hơn hoặc bằng 1/3. Hay nói cách khác là gì? Giá trị lớn nhất của anh P phở đó là bằng 1/3. Và dấu bằng xảy ra khi nào? Khi cái tử này bằng 0 này, tức là căn x bằng 1 hay là x bằng 1. Nói tóm lại nó bằng 1/3. Đó, các em chụp hình lại và suy ngẫm đi ha. Mà như thầy nói, các em sẽ thắc mắc tại sao thầy tìm được 1/3. Thì ở đây không có đủ thời gian để thầy giảng về vấn đề này ha. Chúng ta sẽ theo dõi nó ở một cái bài học chuyên đề riêng ở trên kênh của thầy. Giá trị lớn nhất nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Đó, bài giảng hoàn thành rồi đó các em. Bài thi số 2. Ba đường thẳng này và trục tung đồng quy. Hai đường thẳng này và cái trục tung đồng quy. Trục tung á là công thức của nó là
là x bằng 0 luôn nhé. Đường thẳng trục tung tức là đường thẳng x bằng 0 đó. Còn trục hoành là đường thẳng y bằng 0. À, các em phải biết điều đó là vậy x bằng 0 ha. X bằng 0 thì thầy thế vô hai công thức này thôi. Thì thầy sẽ có là y bằng 2m cộng 8. Mặt khác là y sẽ bằng trừ m cộng 2 nữa. Vậy hai cái đó cùng bằng y thì hai cái đó sẽ bằng nhau. 2m cộng 8 sẽ bằng trừ m cộng 2. Vậy là 3m sẽ bằng trừ 6. Hay nói cách khác là m sẽ bằng trừ 2. M bằng 52. Tung độ góc. Để các em đưa đường thẳng này về dạng, đưa đường thẳng này về dạng y bằng ax cộng b cho thầy. Vậy các em sẽ có gì? 5y bằng 3x trừ 10. Vậy y sẽ bằng 3 phần 5x trừ 2. Y bằng 3 phần 5x trừ 2 thì tung độ góc là bằng âm 2. Nếu người ta hỏi hệ số góc thì nó bằng 3 phần 5. Không. Rồi câu 3. Hai đường thẳng song song với nhau khi hai hệ số góc a bằng a phẩy và hai tung độ góc khác nhau, b b khác b phẩy. Ở đây thì hai nó khác một rồi, hai nó khác một rồi. Vậy là hệ số b tự động khác b phẩy được chưa? Giờ thầy chỉ ép cho a bằng a phẩy thôi, tức là a trừ 1 sẽ bằng 3 trừ a. Như vậy là gì? Là 2a sẽ bằng 4 và a sẽ bằng 2. Tiếp tục các em vẽ hình sử dụng compa nhanh nha. Cho tam giác ABC nội tiếp trong vòng tròn tam ô, rồi ba cạnh AB là 5, AC là 12, 13. Bây giờ các em làm toán nhiều rồi các em sẽ thấy cái bộ 5, 12, 13 rất là quen. Thì đây chính là bộ ba Pythagore. Tam giác ABC này sẽ tạo thành tam giác vuông. Đó. Cạnh BC là cạnh huyền, như vậy tam giác vuông ở A. Tam giác vuông ở A, cạnh huyền BC. Như vậy đường tròn ngoại tiếp của tam giác này sẽ nhận BC làm đường kính luôn. Đó. Nhận BC làm đường kính, các em có thể vẽ cái hình ra được rồi. Vậy tóm lại là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ nhận BC làm đường kính. Rồi A là một điểm nằm trên đường tròn ha. Từ A tới B là dài 5, từ A tới C là dài 12. Bây giờ từ O các em kẻ vuông góc đến AB. Giả sử vuông góc tại H chẳng hạn. Từ O kẻ vuông góc AB tại H thì các em sẽ thấy là OH nó chính là đường trung bình. Nó chính là đường trung bình của tam giác ABC luôn. Đó, nhìn vô tự chứng minh ha. OH sẽ bằng nửa AC. Như vậy OH sẽ bằng 6, đó chính là khoảng cách từ O đến AB. Nó bằng nửa AC. Câu số 5. Nếu hai đường thẳng này cắt nhau tạo điểm nằm trên trục tung. Hai đường thẳng cắt nhau trên trục tung á thì A phải khác A phẩy. Ở đây 2 nó tự động khác 1 rồi. Rồi B phải bằng B phẩy, tức là 3 cộng M sẽ bằng 6 trừ M. Vậy ta có 2M sẽ bằng bằng 3. Vậy M sẽ bằng 1,5 kia. Rồi, tiếp tục. Góc tạo bởi đường thẳng này và trục OX sẽ là góc nhọn. Hệ số A dương thì góc đó là góc nhọn, hệ số A âm thì góc đó là góc tù. Thầy nhắc lại, đây là một kiến thức dành cho học sinh khá giỏi ha. Nếu hệ số A của đường thẳng dương thì góc tạo bởi đường thẳng với trục OX sẽ là góc nhọn, và tan của góc đó sẽ bằng hệ số A luôn, là tan của góc đó sẽ bằng 0,5. Như vậy bây giờ các em muốn tìm góc đó thì các em chỉ việc lấy máy tính ấn shift tan mũ trừ 1 của 0,5 là nó ra thôi. Đổi ra độ phút giây nó sẽ ra là 26 độ 33 phút. Như vậy là mình sẽ làm tròn thành 27 độ.
anh chọn 27 rồi. Câu số 7. Đường thẳng này là phân giác của góc phần tư thứ hai. Các em vẽ hệ trục tọa độ ra thì góc XOY là góc phần tư thứ nhất, rồi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nha, là nó sẽ là tiếp theo là góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư. Như vậy góc phần tư thứ hai chính là cái phần mà hệ số chính là cái phần mà nằm ở trong cái góc tạo bởi OI và tia đối của tia OX nha. Đường phân giác của góc đó thì đường thẳng đó sẽ tên sẽ có công thức là y bằng trừ x, kem y trừ x. Rồi y bằng trừ x, như vậy là 8y sẽ bằng trừ ax, thì y sẽ bằng trừ a phần 8x. Vậy là trừ a phần 8 là sẽ bằng trừ 1. Vậy a của chúng ta sẽ bằng 8 nha. A này là a thường, sau đây người ta hỏi a lớn nè. 8. Câu số 8. Nếu hai đường thẳng cắt nhau tại điểm nằm trên trục hoành. Rồi. Có nghĩa là nó giống như bài số 1 nè. Là hai đường thẳng này và trục hoành nó đồng quy đó. Thì trục hoành là cái trục y bằng 0 cái. Trục hoành là trục công thức của trục hoành là y bằng 0. Như vậy là hai cái chữ y này thay đổi thành 0 hết ha. Bằng 0 hết. Như vậy là gì? Công thức thứ nhất nó sẽ đổi thành là 2x cộng 3 cộng m bằng 0. Công thức thứ hai nó sẽ đổi thành là x cộng 6 trừ m bằng 0. Rồi từ công thức thứ nhất thầy suy ra là m sẽ bằng trừ 2x trừ 3. Từ công thức thứ hai x cộng 6 trừ m bằng 0 thì m sẽ bằng x cộng 6. Và bắt cầu hai biểu thức cùng bằng m thì sẽ bằng nhau. Vậy là trừ 2x trừ 3 sẽ bằng x cộng 6. Như vậy là gì? Là 3x sẽ bằng trừ 9. Vậy x sẽ bằng trừ 3 kia. Hoành độ giao điểm sẽ bằng trừ 3. Câu số 9. Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Vẽ đường kính AB. Vẽ đường kính bằng 10 đó. Lấy M thuộc AB. Sao cho AM bằng 2. Vậy AM bằng 2 nè. MO là bằng 3 nè. Qua M. Vẽ dây CD vuông góc AB tại M. CD đây. Vẽ hình ra đây kem. Rồi người ta yêu cầu tính diện tích tứ giác AC BD. Rồi cũng dễ thôi kem. Tứ giác ACBD theo sự đối xứng của đường tròn á, thì kem sẽ thấy là gì? Thì nó là gồm tam giác ACB ghép với tam giác ADB à, mà hai tam giác đó bằng nhau. Kem tính diện tích một tam giác ACB nhân đôi thôi. Mà muốn tính diện tích tam giác thì kem phải lo có đường cao nhân với cạnh tương ứng chia đôi ha. Rồi tam giác ABC chắc chắn sẽ vuông ở C này, vuông ở C. Vì sao vậy? Vì C là điểm thuộc đường tròn có đường kính AB thì góc ACB sẽ vuông ở C. Bây giờ ta tính CM là ra đường cao ha. Dùng hệ thức lượng các em, CM bình sẽ bằng AM nhân cho
MB. Mà AM là bằng 2. Còn MB là bằng bằng 3 cộng 5 là bằng 8. 2 8 16, như vậy CM sẽ bằng bằng 4. CM bằng 4 thì S của tam giác ABC sẽ bằng 4 nhân 10 chia đôi là bằng 20. Diện tích tam giác ACB là 20, nhân đôi lên là ra diện tích tứ giác ACBD. Tóm lại là bằng 40. Lấy 20 nhân đôi là bằng 40. Câu số 10. Tam giác ABC là tam giác cân nè. Có AB bằng 5, AC cũng bằng 5 luôn. BC thì bằng 6. Rồi. Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó. Đường tròn nội tiếp kia. Như vậy tam giác này tam giác cân ha. Giờ các em kẻ đường cao từ từ A xuống đi. Kẻ đường cao từ A xuống. Thì nó sẽ chia cái cạnh BC ra thành hai phần là bằng 3 với 3. Và đường cao đó cắt BC tại H chẳng hạn. Rồi các em sẽ dễ tính được AH sẽ bằng 4 theo lý Pythagore đó. Và nhiệm vụ của mình là tính cái gì? Nhiệm vụ của mình là tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Là căng ha. Câu 10 thường thường sẽ căng, 9 câu 10 sẽ khó. Rồi các em lấy nháp vẽ hình ra đi. Đáp án là 1,5 cái. Tôi tại sao lại ra 1,5? Thì các em chú ý nghe thầy giảng ha. Bài này nó nếu mà làm bằng máy tính á, thì rất là nhanh. Còn nếu nếu làm bằng suy luận á, thì sẽ hơi cực. Bây giờ ta sẽ làm bằng suy luận đi. Tức là bằng máy tính bỏ túi thì cũng được, nhưng mà thấy áy náy thì sao á. Hoặc là thầy sẽ giảng cả hai cách luôn nha. Giờ các em theo dõi ha. Thầy sẽ dùng một cái phần mềm vẽ hình.
Mình vẽ hình nữa rồi. Rối quá. À, cho xuống đây cho dễ nè. Rồi. Ta vẽ nhanh cái hình nha. Vẽ đại khái thôi kìa. Đừng chọn. Thì vẽ tượng trưng thôi nha. Rồi, tôi vẽ tượng trưng rồi. Chứ không có thời gian đâu mà vẽ kỹ. Rồi. Bây giờ đây là A ha. À, B này, C này. Ở đây là A. B. C. Bây giờ kèm nối cái này xuống. Đó. Thì chỗ này nó dài là 5. Chỗ này dài là 3. Chỗ này là tâm đường tròn. Tâm đường tròn thì gọi là O đi. Hả? Giờ thầy nối B với O. Thì đây chính là đường phân giác. Đây là đường phân giác nè. Ha. Rồi. Thầy gọi cái phần này là x. X đi. Thầy gọi phần trên này là y. Thì các em sẽ thấy điều gì? X cộng y sẽ bằng y này sẽ bằng 4. Tự tính nha, này là Pythagore chưa, Pythagore rồi. Sau đó dùng tính chất phân giác ra phân số. À, x trên y sẽ bằng 3 trên 5. X trên y sẽ bằng 3 trên 5. Vậy thôi. Mà cái chúng ta đang cần tính là x đó kìa. Rồi suy ra x trên x cộng y. X trên x cộng y, cái này là tính chất tỷ lệ thức, em biết rồi nha. Bằng 3 trên 3 cộng 5. Đó. Suy ra tiếp. X trên 4. Cái này là x trên 4 ha. Sẽ bằng 3 trên 8. Đó, vậy thôi. Từ đây suy ra x sẽ bằng gì? 4 nhân 3 chia 8 thôi. 4 nhân 3 chia 8. Phần 5 nha. Và đáp án chính là 1,5. À, x là bán kính của đường tròn nội tiếp đó. Vậy thôi. Ta nộp bài. Rồi. Ta qua bài thi số 3. Cho góc nhọn sin bằng 0,8 thì tính tan. Dễ thôi kem. Sin bằng 0,8 thì sin bình sẽ bằng 0,64. Cos bình sẽ bằng 1 trừ sin bình, tức là 1 trừ 0,64 là bằng 0,36.
Như vậy là cos sẽ bằng 0,6, sin bằng 0,8, cos bằng 0,6, thì tan sẽ bằng 0,8 chia 0,6 sẽ bằng 4/3. Giá trị nhỏ nhất, nhẩm luôn, ở đây tách 4 ra là thành x trừ 2 thức ở bên cộng cho 9. Như vậy là giá trị nhỏ nhất của yếu thức trong căn là 9. Như vậy giá trị nhỏ nhất của yếu thức A là căn chính, tức là bằng 3. Dễ nha. Để đường thẳng này cắt trục hoành tại điểm hoành độ bằng 2, thì cái giao điểm của đường thẳng này với trục hoành là sẽ phải nằm trên trục hoành, như vậy tung độ bằng 0. Ngoài ra có hình độ là 2 nữa, vậy tóm lại cái giao điểm sẽ là điểm 2 0. Các em lấy x thay bằng 2, y thay bằng 0. Vậy các em có công thức là 0 bằng 6 cộng m trừ 2. Từ đó m sẽ bằng bằng trừ 4. Các em nghe không kịp thì các em chụp hình lại, nghe đi nghe lại lời thầy giảng rồi làm ngoài nháp nha. Rồi. Góc thứ nhất, góc alpha thì nó sẽ bằng tan của góc alpha thì sẽ bằng 2. Còn tan của góc beta là sẽ bằng 5. Mà góc nào có tan nhỏ hơn thì góc đó sẽ nhỏ hơn kìa. Sin cũng vậy. Cos với lại cotan thì nó ngược lại ha. Còn không thì em cứ tính ra đi. Ship tan mũ trừ 1 của 2 thì góc đó nó cỡ 63 độ. Còn ship tan trừ 1 của 5 thì góc đó nó cỡ 79 độ ha. Thì tóm lại là alpha nhỏ hơn beta. Rồi, tiếp tục. Trong mặt phẳng tọa độ OSI, đường thẳng đi qua N 13 và song song với đường thẳng này, dễ quá. Đường thẳng đó sẽ có công thức là y bằng trừ 3x cộng cho b, trong đó b là khác 8 đó, ha. Rồi ta lấy tọa độ điểm N thay vô, y bằng 3 cộng x bằng 1, vậy ta sẽ có công thức là 3 bằng trừ 3 cộng b, vậy b của chúng ta sẽ bằng 6. Vậy là b bằng 6. Đó chính là tung độ góc ha. Đường thẳng đó sẽ chính là đường thẳng y bằng trừ 3x cộng 6. Và vậy nó sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 6. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong 3 bài thi với điểm tối đa. Tạm biệt các em nha. Gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo.